xuất hiện một nhóm người giả nhân viên Thế giới di động để bán điện thoại giỏm trên mạng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Quảng Nam đã cho tạm dừng hoạt động nhiều dịch vụ không thiết yếu, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo cái tội là làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác, và cái mức hình phạt tiền á từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc là phạt tù từ 1 tới 5 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể cái mức hình phạt lên tới là 12 năm tù. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên plo.vn và được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Một nhóm người lừa đảo bán điện thoại kém chất lượng bằng chiêu rao bán trên mạng, giả làm người của Thế giới di động để đưa nạn nhân vào chồng. Những chiếc điện thoại trôi nổi, linh kiện lắp ráp bị nhóm người lừa bán dưới nhãn mác của điện thoại iPhone chính hãng, giá cả chục triệu đồng. Một nạn nhân chia sẻ, người bán đã cài số điện thoại của người nhà nhưng lưu thông tin là tổng đài của Thế giới di động, bảo tôi đọc số IMEI đi kiểm tra. Khi tôi đọc xong, đầu dây bên kia báo là máy chính hãng, tin tưởng nên tôi đã mua. Khi có người gặp đòi lại tiền, trả điện thoại thì xuất hiện một nhóm người đe dọa. Đại diện Thế giới di động khẳng định họ không có hình thức gọi điện tổng đài để xác minh nguồn gốc và bảo hành bất kỳ sản phẩm nào, chỉ bán hàng trực tuyến trên hai địa chỉ thegioidong.com và điệnmaixanh.com. Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên phúc thẩm vụ Nguyễn Hải Nam, cựu phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 và Lâm Hoàng Tùng, cựu giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh xâm phạm chỗ ở của người khác. Hai bị cáo đều có kháng cáo án sơ thẩm. Bị cáo Tùng có 5 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bào chữa tại tòa. Bị hại cũng kháng cáo về tội danh, hình phạt và một số vấn đề liên quan khác. Xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bác lời kêu oan và tuyên phạt bị cáo Nam 17 tháng tù và bị cáo Tùng 2 năm tù. Theo tòa, từ tháng 3 2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Chiều 19 tháng 9 2019, khi bà không có ở nhà, ông Tùng cùng bạn là ông Nam và nhiều người khác xông vào nhà. Những người này dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28 tháng 9, 2019. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ xét xử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Văn Bình, ngụ phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vì từ chối cung cấp thông tin. Có lẽ đây là vụ kiện đầu tiên về thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo luật tiếp cận thông tin 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2018. Theo ông Bình, từ năm 2001, gia đình ông bị ảnh hưởng bởi việc Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi đất giao cho công ty cổ phần Hoàng Cầu thực hiện dự án sông Lô. Ông Bình đã có đơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp thông tin, trong đó có giấy chứng nhận đầu tư sân golf do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho công ty Hoàng Cầu. Đến ngày 16 tháng 6 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký công văn từ chối cung cấp thông tin. Từ đó, ông Bình khởi kiện, đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa buộc Chủ tịch tỉnh giải quyết việc cung cấp thông tin cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Từ 18 giờ ngày 3 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho tạm dừng thêm các dịch vụ massage, xông hơi, sân khấu, ca nhạc kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Nội dung này được đưa ra trong cuộc họp khẩn vào trưa 3 tháng 5 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện khẩn số 6. Công điện yêu cầu từ 17 giờ ngày 3 tháng 5 tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo. Tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá và cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường massage, quán game online tạm dừng hoạt động từ 12 giờ ngày 3 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới.
Quảng Nam cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, game kể từ ngày 3 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, đối với anh NVD, bệnh nhân 2899, dù đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng, nhưng khi về nhà lại chưa thực hiện nghiêm các quy định của địa phương là phải tự cách ly tại nhà, vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống, khiến một số người mắc COVID-19. Theo ông Huy, trước hết sẽ phải xử phạt hành chính, nếu đủ căn cứ thì xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bệnh nhân 2899. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cũng kiểm điểm trách nhiệm của trưởng trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân 2899 gây hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Cá nhân thuộc các đơn vị Sở Y tế, huyện Lý Nhân và xã Đạo Lý nếu có vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, liên quan đến bệnh nhân mang số hiệu 2899 bị nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã có buổi họp khẩn vào sáng ngày 2 tháng 5. Trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư Lê Quang Vũ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư xung quanh câu chuyện này. Xin cảm ơn luật sư vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa luật sư, những người sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung thì cần phải thực hiện những quy định nào để không làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng ạ? Những người thuộc trường hợp cách ly tập trung thì là cái đối tượng buộc phải theo dõi sát sao về y tế tại nhà, nói nôm na là cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Tại 14 ngày đó, người đó phải thực hiện cái việc cách ly là không được đi ra ngoài. Phải nên cách ly có một cái phòng riêng hoặc một cái chỗ riêng, không tiếp xúc gần với bất kỳ ai và giữ khoảng cách 2 mét. Cái việc ăn uống, vệ sinh tất cả đều phải là riêng, không được chung. Và phải vệ sinh các cái khu vực mà người đó tiếp xúc thường xuyên khử trùng. Và nhân viên y tế của địa phương cũng như chính quyền địa phương cũng phải có cái trách nhiệm là giám sát chặt chẽ và động viên cái đối tượng đó thực hiện tốt cái việc cách ly tại nhà. Những người khi mà cách ly tại nhà nếu như mà tổ chức ăn uống thì điều này có vi phạm pháp luật hay không ạ? Và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Quyết định 879/2020 của Bộ Y tế có quy định cụ thể đối với những người mà phải cách ly tại nhà như thế thì tuyệt đối không có được cái tổ chức cái việc ăn uống, vì như thế là cái dạng tổ chức tiếp xúc gần với nhiều người có cái nguy cơ lây bệnh rất cao. Cho nên cái việc trường hợp mà có tổ chức ăn uống như thế là vi phạm quy định tại cái điểm 6.4 của quyết định 879 của Bộ Y tế và có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Trường hợp xử lý hành chính có thể phải xử theo điều 11 nghị định 117 và có thể bị xử phạt từ 5 tới 10 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo cái tội là làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Và cái mức hình phạt tiền á, từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc là phạt tù từ 1 tới 5 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể cái mức hình phạt lên tới là 12 năm tù. Đối với những người liên quan, có đối với chính quyền địa phương hay những người có liên quan có trách nhiệm mà cũng không có dự hoặc là không hoàn thành các trách nhiệm có thể cũng bị xử lý với hình thức như thế và có thể bị xử phạt bổ sung cái khoản hình phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cấm đảm đương chức vụ trong từ 1 tới 5 năm. Như vậy là khi mà cách ly tại nhà nếu như chúng ta vẫn tổ chức ăn uống thì có thể là sẽ bị xử phạt hành chính cũng như là xử phạt hình sự đúng không ạ? Vâng. Vậy thì theo luật sư thì luật sư có khuyến cáo gì để những người khi mà cách ly tại nhà không làm lây lan dịch bệnh cho người thân cũng như là những người khác trong cộng đồng ạ? Đối với cái việc cách ly tại nhà thì nó đã trong quyết định 879 đã quy định khá rõ. Tuy nhiên một số người không nắm chắc. Thực ra cách ly tại nhà là thứ nhất là không được đi ra ngoài tiếp xúc với những người khác. Và điều kiện cách ly tại nhà nếu tốt trong một căn nhà mà có cái phòng riêng thì nên ở một căn phòng riêng và căn phòng đó phải ở biệt lập hơn, ví dụ ở trên lầu trên cùng. Trong cái khu lưu trú thì nên ở cái phòng cuối hành lang để làm sao đó cái việc mà tránh tiếp xúc những cái người đi qua đi lại nhiều nhất. Trong căn phòng đó, người đó phải sử dụng các cái thiết bị vệ sinh hoặc là vật dụng ăn uống tất cả đều phải riêng, không được chung. Và phải thường xuyên quét dọn khử trùng các cái vật dụng mà người đó có thể tiếp xúc
tiếp xúc vào. Ai là người làm việc đó? Cái người mà đối tượng cách ly đó nên làm cái việc đó. Trong trường hợp có sự cần sự trợ giúp của người khác thì những người mà trợ giúp cũng phải sử dụng các cái biện pháp là đeo khẩu trang và để lau dọn sạch sẽ, và đặc biệt phải giữ cái khoảng cách 2 mét đối với cái người bị cách ly. Trường hợp những gia đình mà khó khăn, chúng ta không có cái điều kiện phòng riêng thì tối thiểu là phải ở một cái giường riêng với những người khác, và đảm bảo cái việc là cũng giữ khoảng cách 2 mét và đặc biệt là phải đeo khẩu trang thường xuyên cho cái việc đó. Khi có cái dấu hiệu về ho, sốt, đau họng gì đó cái thì phải yêu cầu gia đình báo cho cái nhân viên y tế để kiểm tra liền. Bản thân cái người đó nếu có dấu hiệu hơi bất thường cũng nên đo thân nhiệt, hàng ngày để xác định được cái là nếu mình có cái dấu hiệu gì đó bất thường thì phải báo với cơ quan y tế. Còn đối với những cái người mà thân nhân trong nhà thì sao? Thì những người đó cũng phải ý thức rằng là mình đang có khả năng tiếp xúc với một cái nguồn lây nguy cơ, cho nên những người đó không thuộc cái diện là phải cách ly, nhưng phải ý thức rằng là nếu không cần thiết chúng ta cũng không nên đi ra ngoài một cách bừa bãi tới những nơi công cộng, và đặc biệt cần thiết phải đi công việc, đi làm gì đó thì chúng ta phải đảm bảo cái việc là giữ cái khoảng cách 2 mét, đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn tay thường xuyên để đảm bảo cái việc mà không may chúng ta là F1 của cái trường hợp dính bệnh thì nó lây lan ra ngoài. Xin cảm ơn luật sư vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta hãy nâng cao ý thức cá nhân và cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Những chia sẻ vừa rồi của luật sư Lê Quang Vũ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khép lại chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Uống cho thanh nhiệt đó cô Thanh, chúc nhiều tiền. Ngạn ơi, Hà Lan muốn ăn mì cay. Sợ nóng trong người đó. Hà Lan đi với Dũng. Có trà Đông Tây Thanh với kim ngân hoa, cam thảo, hạt cô thảo, không sợ nóng trong người. Ăn vô tư, thức khuya vô tư, sợ nóng trong người. Uống ngay trà thanh nhiệt Đông Tây Thanh. Uống trà thanh nhiệt Đông Tây Thanh, chúc nhiều tiền. Kính thưa quý vị, tỷ lệ người mắc bệnh gút đang dần gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như công việc của người bị bệnh. Trong chuyên mục Sống Vui Khỏe kỳ này, bác sĩ Nguyễn Anh Trung, trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ sẽ chia sẻ đến quý vị những dấu hiệu sớm giúp phát hiện kịp thời bệnh gút để điều trị hiệu quả. Thưa bà con, bệnh gút thì hiện nay nó rất là phổ thông. Đa phần chúng ta, những người mà đi làm việc, những người mà công nhân, sự có một chế độ ăn thường xuyên sử dụng nhiều chất đạm thì cái bệnh gút nó đã trở thành rất phổ thông rồi. Và cái tỷ lệ những người bệnh gút hiện nay thì ngày càng tăng. Và cái bệnh gút nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Nó sẽ làm cho chúng ta đau nhức khớp, biến dạng các khớp và sưng các cái khớp. Tuy nhiên thì để nhận biết sớm cái bệnh đó thì chúng ta có một cái vài cái gợi ý như sau. Bao gồm bệnh nhân sẽ có bị đau khớp nhất ở các khớp, đặc biệt là các khớp ở ngón chân. Thì các cái khớp đấy, đặc biệt là khớp ngón cái nó sẽ sưng to lên, nó đau, đặc biệt vào buổi sáng. Cái buổi sáng nó sẽ đau sưng nhiều hơn. Và khi chúng ta thức dậy thì nó giảm đi. Một số bệnh nhân còn mô tả nó là đau khớp thét vào buổi sáng, đau rất là khó chịu vào buổi sáng khi họ phải thức dậy và phải la lên là đau quá, thì khi đó là cái triệu chứng rất rõ ràng của bệnh gút. Cái bệnh gút á thì ngoài cái triệu chứng đau ra, nó còn làm cho chúng ta thấy đau sưng và nóng ở vùng khớp đó. Đó là khi cái triệu chứng nó nặng nề hơn rồi. Một số bệnh nhân thì bỏ qua cái giai đoạn là họ đau vào buổi sáng, họ không hay luôn. Khi đó cái khớp nó bắt đầu sưng rồi mới phát hiện ra được. Khi đó thì tới bác sĩ khám cho xét nghiệm thì axit uric máu rất là cao. Và đó, khi mà chúng ta thấy cái vùng khớp, mà đặc biệt là khớp ngón chân hoặc khớp cổ chân mà nó đau nó sưng lên rồi, thì chúng ta nên đến khám ngay để bác sĩ cho xét nghiệm và khám kiểm tra coi có bệnh gút hay không, hay nó chỉ là một cái viêm khớp khác. Cái bệnh gút thì nó dễ nhận ra, tuy nhiên dễ nhầm lẫn với một số cái bệnh viêm khớp và viêm gân, do đó nên được khám và điều trị sớm ạ. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn và được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn có video hấp dẫn,
bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.